Các bạn có biết không, những người hạnh phúc nhất không phải là những người có tất cả những thứ tốt nhất trên đời, chỉ là họ là những người có thể làm tốt nhất mọi thứ mà họ có. Những người hạnh phúc nhất không phải là những người có khối tài sản lớn nhất trên thế giới này, nhưng họ luôn luôn là những người có đời sống tinh thần giàu có nhất. Những người hạnh phúc nhất không phải là những người sống ở những thành phố tốt nhất, nhưng họ luôn luôn là những người sống trong trạng thái tốt nhất có thể. Vì vậy, có thể cho rằng hạnh phúc cũng chỉ là một tư duy mà thôi. Mà đã là tư duy thì ai trong số chúng ta cũng có thể có được. Bởi vì hạnh phúc thật sự không bao giờ có thể tìm thấy từ bên ngoài. Nó không được tìm thấy trong tài sản hay sự giàu có. Hạnh phúc luôn luôn chỉ được tìm thấy bên trong mỗi chúng ta. Nó là một trạng thái của tâm trí. Có người nói rằng hạnh phúc là thước đo tiêu chuẩn của sự thành công. Và tôi cho rằng không có gì có thể đúng hơn điều này. Bởi suy cho cùng thì tất cả những điều mà chúng ta làm trên cuộc đời này đều là vì chúng ta muốn được hạnh phúc. Nếu như ai đó đang theo đuổi của cải và tài chính thì cũng bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn và nhiều người yêu thương hơn nếu họ trở nên vô cùng giàu có. Còn nếu ai đó đang chạy theo các mối quan hệ thì cũng chỉ vì họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu có những người yêu thương lý tưởng. Đúng rồi, không có gì sai với những điều như thế, nhưng không có gì có thể so sánh với một hạnh phúc thật sự. Không có điều gì có thể so sánh được với sự bình yên nội tâm khi mà bạn cảm thấy bạn không cần bất cứ thứ gì trên đời này để trở nên hạnh phúc. Và chớ trêu thay, khi bạn đạt được cảnh giới không cần gì bên ngoài để cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó bạn mới thật sự thu hút được những điều tuyệt vời tới với cuộc sống của bạn. Sự thật là khi mà bạn cảm thấy hạnh phúc thì lúc đó bạn mới có thể thu hút được hạnh phúc tới nhiều hơn nữa. Bạn sẽ phải tìm thấy hạnh phúc và sự bình an trước, và sau đó thì mọi thứ mới rơi vào đúng vị trí của nó. Hãy là những điều tốt mà bạn ước muốn được nhìn thấy trong cuộc đời của mình. Hãy để chúng đi ra từ bạn, và sau đó chúng sẽ quay trở lại với bạn. Hạnh phúc sẽ luôn đến nếu như bạn thực hành nó. Vì vậy, hãy mỉm cười thật tươi, mơ thật lớn, biết ơn về sự kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Một ngày nào đó rồi bạn cũng sẽ biến mất. Vì vậy, hãy thực hành hạnh phúc.